đâu mọi người. Đi mua hàng tại Nhật Bản rất là khó mua, nhưng mỗi một sản phẩm họ chỉ cho mình mua 2 hoặc là có sản phẩm mình được mua 10. Thích của mình thì mình mua cái đấy xe này là họ chỉ cho mua 10 cây thôi, cho nên là rất là khó mua. Được cái là ở đây mua cái gì cũng rất là xịn, đặc biệt là cái hàng của Nhật Bản rất là xịn luôn. 20 Ủa, lần đi thổi bao nhiêu tiền mặc là phải cố gắng tiêu hết tiền mặc. Vì về Việt Nam có khi nào mình mới lại có dịp để tiêu tiền mặc là tiếc. Đúng không ạ? Đây, đây, dịch, 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 dịch. À, tổ 40円 ありますか? Bạn còn 40 yên không? À, Mai ơi, em còn 40 yên tiền lẻ tiền không? Tẩn nốt vào đây cho đỡ lẻ. Đây là chuyến lợi phẩm của mình.